Các bác nhớ hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích nhá. Ở máy cắt cỏ Nhật bãi này. Số điện thoại cửa hàng em là số điện thoại 0976123320. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin like các bác nhá. Đăng ký kênh của chuông thông báo. Thì lô này sẽ lô chữ H nhá. Lô chữ H sẽ gồm có máy Makita này, tay dài tay cụt này, Thụy Điển này, Echo này. Đấy và máy cắt cỏ nhá. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích sẽ gồm có 3 món. Là rũa tip và tô vít này, rũa tip và tô vít nhé. Và mua máy cắt cỏ sẽ gồm có lưỡi dao, lưỡi cước, đồ vặn dây đeo, đủ hết cho các bác nhé. Rồi, giá trên sản phẩm thì em đã là bao ship toàn quốc cho mọi người. Em xin phép giới thiệu chi tiết luôn nhà lô máy ngày hôm nay cho các bác. Thì đầu tiên con số 1 ngày hôm nay em có một con máy đến từ thương hiệu của Makita nhé. Máy rất là đẹp luôn này, máy rất là đẹp nhé. Mã của nó là MDE400. Máy được trang bị số lượng 40cc, nòng 40ly nhé. Con này thì các bác đi khai thác tầm trung đi hạ cây đứng ngon luôn các bác nhé. Trọng lượng máy là 5kg, máy đẹp keng các bác này, nhìn mặt tiền nó này, quá đẹp luôn nhá. 40cc mà lòng 40ly. Đấy, máy lòng đứng, con này là hàng Makita nhá, made in Germany nhá. Siêu VIP luôn. Con này thì rất khỏe luôn, cắt vành gỗ tầm 45 40 thoải mái luôn nhá. Thắng xích đằng trước hoạt động hết, bơm ra phụ có hết nhá. Máy đẹp keng luôn. Còn hàng ngon bổ rẻ nhá. Con này giá 1,8 triệu thôi, bao phí ship nhá. Máy thì gọi là tua lớn, test nổ H1 cho các bác này. H1 1,8 triệu, bao phí ship. Tiếp theo H2 H3 em có hai con tay cụt tay dài hàng mini nhé. Hàng này thì quá chất luôn, thích hợp cho các bác nào mình cắt xung quanh vườn nhà, cắt củi, cắt cành đó, thì cắt những cái dòng mini này thì thứ nhất là lợi xăng, thứ hai các bác rất dễ dàng di chuyển. H2 em có một con cưa tay cụt Tanaka, mã của nó là PMS 290, 30cc, nòng 36ly, lam mặt cắt là 30, mặt cắt 35-35 nhá, xích mini. Trọng lượng máy con này rơi đâu đó tầm 3,5kg thôi. Máy này hàng 90%, hàng như kiểu hàng thiếu thùng luôn, rất đẹp nhá. Đấy, con này các bác cắt gia đình hoặc bác có tuổi rồi nhá, mình mua cắt xung quanh vườn nhà quá ngon luôn. Đấy, con H2 giá 1,9 triệu nhá, hàng cơ mini siêu VIP. Test nổ này có trợ lực luôn nhá, siêu nhẹ nổ. Tiếp theo thì con ta là ca, con tay dài nhé, cũng là con cơ mini. Con này thì PMS 335, 33cc, nòng 37ly này, chụp giật trợ lực nhé. Lam mặt cắt là 30, lam 35, mặt cắt 30. Đấy, con này thì phun chức năng nhé, thắng xích thắng trước, trợ lực kia, bơm ra phụ có hết các bác nhé. Máy đẹp keng này, bồ bọng này, xuất sắc nhé. Con này thì hàng đẹp chín nút luôn. Rồi, con này trọng lượng máy là 4,5kg, tem mác còn nguyên này. Con này hàng VIP luôn, rất đẹp. Rất đẹp luôn. Con này giá của nó đi 2 triệu mốt nhá. Còn H3 giá 2 triệu mốt bao ship. Test nổ H3 luôn. Tiếp theo H4 này. H4 ngày hôm nay thì em có một con cưa Hupana nhé, hàng Thụy Điển này, con Hupana 142 nhé. Máy được trang bị số là 40cc, nòng 40ly, chụp giật là trợ lực này các bác này. Đấy, con này thắng xích thắng trước có hết. Tích hợp cho bác đi khai thác tầm trung nhé. Hệ của Hupana thì quá chất luôn, hệ Hupana quá chất luôn nhé. Đấy, trọng lượng con máy này đi 5kg nhé, 40cc, nòng 40ly, nòng đứng. Đấy,
Con này thì giá của nó 2 triệu rưỡi nhá, bao ship. Hàng hút giá 2 triệu rưỡi bao ship. Hàng hu thì quá chất rồi. Các bác nào thích xài hàng hu thì có tham khảo con này nhá. Hàng hu thì quá vip. Test nổi máy H4 này. Rồi, con này giá 2.500.000 bao phí ship nhá. Tiếp theo, con H5. H5 thì em có một con Echo Pro, một con khai thác chuyên nghiệp nhá. Con này thì máy được trang bị công suất rất là lớn này, Echo Pro. Con này là 453, đời này đời tay nhựa các bác nhá. Các bác phân biệt cho em là cái đời tay nhôm và đời tay nhựa sẽ đắt hơn rất là nhiều, nhưng mà chất lượng nó rất là tốt. Con này thì làm là tinh tản nhiệt này, mặt cắt của nó là 45 luôn, làm 50. Xích là xài xích chân 325. Xích này nó rất là đẹp, nó chưa rũa lần nào luôn. Đấy, xích Oregon luôn các bác nhá. Đẹp 9 nút luôn. Đấy, quá chất lượng, máy thì có van xả áp luôn nhá, cho độ bền máy cao hơn. Trọng lượng con này là 6,5 kg, thích hợp cho các bác đi khai thác chuyên nghiệp, đi hạ cây đứng, đi xẻ cây. Đấy. Echo Pro. Con này bán anh em giá 3.800.000 này, H5. Giá 3.800.000 bao ship nhá. Rồi test nổi cái máy H5 cho các bác. Đời này bô giảm thanh luôn nhá, đời bô giảm thanh cho nên là anh em đi khai thác thì không bao giờ lo bị nghe nó kiểu nói tai nhá, rất là êm luôn. Con này giá 3.800.000 bao ship. Tiếp theo H6, H7 giới thiệu các bác hai con máy cắt cỏ. Thì hai con máy cắt cỏ này đều có trợ lực lớn nhá, cho các bác mà vận hành nó rất là dễ dàng, thứ hai là giật rất là nhẹ nổ luôn. Thì con H6 này của em có con Hitachi nhá. Đấy, đời này là đời tiết kiệm nhiên liệu này. À, con này mã FCG23E 23cc, lòng 32 ly, chụp giật là trợ lực lớn đấy các bác nhá. Giật rất là nhẹ, rất là sướng. Tum nhôm nhá, không bao giờ lo cháy tum các kiểu nhá, rất là ngon. Đấy. Phần kia này, máy móc này, zin từ AZ luôn. Đây cả chắn cỏ của zin này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Thì con này giá của nó chỉ 1.400.000 thôi, 1.400.000 bao phí ship thôi. Đó, anh em nào mình mua về nhá, phát đồi phát nương. Đấy, gặt kia thì rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, em tổ con H6 cho anh em nhá. Giá 1.400.000. Rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ luôn, rất là sướng. Ok nhá, con này giá 1.600.000 bao ship, quá chất luôn. À giá 1.400.000, giá 1.400.000. Đấy, rất là mềm luôn. Tiếp theo con H7, con cuối cùng ngày hôm nay. Thì con này thì em có con Robin nhá. Con này mã của nó ECO22. Đấy, chế chiếc One Pro hết nhá. Chế One Pro lê đỏ luôn. Con này thì được trang bị công suất 23cc, nòng 32 ly. Con này thì vòng tua nó rất là lớn này, chụp giật là trợ lực lớn luôn. Đời này thì xài cực kỳ là bền. Đấy, giá của nó chỉ 1.500.000 thôi, bao ship nhá. Nếu mà phân khúc 1.500.000, con này gọi là gần như là vô địch thiên hạ rồi. Về cái độ bền, độ ngon. Đấy, và yên tâm luôn, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đây, cần trước đây, máy móc cái gì AZ luôn. Rồi, test nổ con cuối cùng con H7 ngày hôm nay. Giá 1.500.000 bao ship nhá. Rất là nhẹ nhàng, nói chung là chụp giật trợ lực rất là sướng. Các bác có tuổi mua những cái đồng trợ lực rất là nhẹ luôn, rất là sướng, rất dễ dàng vận hành, siêu nhẹ. Ok nhá, con này thì giá là 1.500.000 bao phí ship nhá. Đó, rồi ok.
thì anh em nào muốn tư vấn thêm về sản phẩm thì hay là muốn mua sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng nhá, là 0976123330. Chào tất cả mọi người.